Rừng phòng hộ đóng vai trò quan trọng giảm tác động của thiên tai, giúp người dân khu vực phía nội đồng yên tâm sản xuất. Thế nhưng, trước những biến đổi của thời tiết, tình trạng sạt lở khiến những cánh lá chắn xanh này đang ngày càng thưa thớt, đe dọa trực tiếp đến hệ sinh thái và cả đời sống của người dân ven biển khu vực Tây Nam Bộ. Thực trạng này đang diễn biến ra sao và làm thế nào để khắc phục? Ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh Cà Mau. Những cây mắm nguyên dạng cuối cùng của đoạn rừng phòng hộ này đa phần đều đã bị cuốn trôi, nếu không cũng chỉ còn lại gốc. Thường xuyên đo đạc, đánh giá tình trạng sạt lở ven biển Tây tỉnh Cà Mau, lực lượng kiểm lâm ước tính 50 hectare rừng đã biến mất từ đầu năm đến nay, lá chắn tự nhiên không còn, nước đã tìm đến chân đê. Đa số là ở trong khu này là khu ngọt quá, nếu như mà sóng biển tràn vào trong này thì coi như không sản xuất nông nghiệp được. Tuyến đê tạm thời chặn được nước, nhưng gió thì không. Chỉ trong ngày 16 và 17 tháng 7, hàng trăm căn nhà ven biển đã bị tàn phá bởi dòng lốc. Cố nhặt nhạnh những đồ dùng còn sót lại của gian nhà đổ sập, bản thân ông Văn vẫn chưa hết bàng hoàng. Căn nhà giờ chỉ còn một gian phụ, vừa để sinh hoạt, vừa để chăn nuôi. Nghe đụng thì chạy ra đó là nhà nó sập xuống rồi. Là nhà sập. Mấy đứa con vợ rồi chạy chơi ra ngoài. Tại những điểm có nguy cơ sạt lở, các địa phương cũng đang khẩn trương kè lại tuyến đê, ngăn nước mặn tràn vào bên trong. Để an toàn và ổn định đời sống cho người dân, nhiều khu dân cư sát ven đê đã được bố trí tái định cư. Sau này cái khu này lên tái định cư nè, cho nó hết. Bây giờ tạm thời là giờ để xịa khắc phục lại, để sau này để khu dân cư hoàn thành này để dời lên. Nếu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư cái khu tái định cư xin ghép đá bạc thì hiện nay thì đã đầu tư xong với phân lô 148 lô nền, thì chúng tôi đã xét duyệt đưa vào cái khu tái định cư đến thời điểm này là 116 hộ, số hộ còn lại thì sẽ tiếp tục xét để đưa vào bố trí tái định cư trong năm 2023. Phương án khắc phục tạm thời đã có, về lâu dài tỉnh Cà Mau đang xây dựng công trình bảo vệ đai rừng phòng hộ kè phá sóng. Không chỉ ngăn được sóng mà nó còn có thể đó là gây bồi tạo bãi được phía sau lưng kè và tạo cơ hội điều kiện để cho rừng khôi phục lại đối với cái diện tích trước đây đã bị mất đi. Hơn 40 km kè phá sóng đã được tỉnh Cà Mau xây dựng, 12 km đang được triển khai. Đây là những bước đầu tiên để rừng phòng hộ, bức tường thành nơi đầu sóng ngọn gió khôi phục trở lại.